Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, những vùng đặc biệt khó khăn chủ yếu vẫn là miền núi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Đây được xem là rốn nghèo của tỉnh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và các chính sách dân tộc trên địa bàn luôn được tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Nhờ đó mà đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc miền núi từng bước được nâng cao, diện mạo vùng dân tộc đang từng bước được khởi sắc và thay da đổi thịt. Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 41 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 55.000 người, chiếm 4,8% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là các dân tộc Sán Dìu, Cao Lan, Tày. Đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh sống tập trung ở khu vực ven dãy núi Tam Đảo và núi Sáng của 5 huyện, thành phố, gồm Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên. Với mục tiêu không còn khoảng cách chênh lệch phát triển giữa các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các địa bàn khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kế hoạch số 185 năm 2022 về thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người thực tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đạt 60-70 triệu đồng một người một năm, bằng 70% so với thu nhập chung của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%. Đến năm 2030, sẽ nâng thu nhập của người dân những địa phương này lên 130-135 triệu đồng một người một năm, bằng thu nhập chung của tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, những năm qua, các chương trình, chính sách về chương trình mục tiêu quốc gia được tỉnh triển khai có hiệu quả, làm bộ mặt vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Hiện tỉnh không còn xã đặc biệt khó khăn, 37 trên 40 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm còn 5% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Trong nhiều năm qua thì huyện Tam Đảo cũng căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của chính phủ cũng như là của tỉnh. Chúng tôi cũng bám sát vào các văn bản đó và xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai các chương trình, các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là chúng tôi cũng quan tâm đến cái công tác chỉ đạo, kiện toàn ban chỉ đạo thường xuyên và cũng bám sát các văn bản chỉ đạo để xây dựng cái kế hoạch, những cái kế hoạch, cái đề án để triển khai các chương trình, chính sách đến với người dân. Anh Lương Văn Bảy, người dân tộc Sán Dìu ở thôn Phân Lân Hạ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ từ chính sách dân tộc và miền núi của tỉnh để thoát nghèo. Thời gian vừa qua, anh được địa phương xét cho vay vốn để làm ăn phát triển kinh tế, với 15 triệu đồng được hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Anh Bảy đã đầu tư mua một con bò giống sinh sản. Sau một năm, nhờ sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã về kỹ thuật chăm sóc, con bò giống đã sinh sản được thêm một con bò cái. Anh Lương Văn Bảy cảm thấy rất vui vì đây là cơ hội để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình. Năm 2023 thì nhà tôi được hỗ trợ mua một con bò 15 triệu. Thì rất cảm ơn vì đã hỗ trợ cho em một con bò thì em để cho bò con thì tạo điều kiện cho gia đình em thoát nghèo. Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc nhất của tỉnh. Chiếm 90% dân số xã, chủ yếu là dân tộc Sán Dìu. Cách đây khoảng chục năm, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc ở đây rất khó khăn, thiếu thốn. Chính vì vậy, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế đã được tỉnh, huyện đưa về xã và được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai xuống đồng bào một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Những năm qua, các chương trình, chính sách hỗ trợ này đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, thiết thực góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. Nhiều mô hình kinh tế được hỗ trợ từ chính sách dân tộc và miền núi đã và đang phát huy được hiệu quả. Trên địa bàn xã là 18.000 dân, trong đó có dân tộc Sán Dìu 87,75% dân tộc Sán Dìu. Trong đó thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước thì đặc biệt hỗ trợ với cùng với ngân hàng chính sách của huyện Tam Đảo, một giải quyết việc làm cho người dân, cho vay vốn là giải quyết việc làm.
hai là hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để là giảm nghèo bền vững. Chúng tôi là hỗ trợ cho người dân là tham gia phát triển kinh tế, một là trồng cây dược liệu, cây ba kích để cho phát triển kinh tế gia đình, hai là chăn nuôi. Gia đình ông Đàm Ngọc Hiền ở thôn Tân Lập, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đã tìm được lối đi để thoát nghèo sau khi được địa phương tư vấn, hỗ trợ đất, kỹ thuật để trồng cây dược liệu. Nhận thấy thổ nhưỡng của đất ven núi Tam Đảo rất hợp để trồng cây ba kích, ông Hiền đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư mua và phát triển trồng cây ba kích cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ trồng cây ba kích mà đời sống gia đình ông đã phát triển hơn trước rất nhiều. Con cái có điều kiện được học hành đầy đủ. Ngày xưa là có nhà chúng tôi cũng chỉ đi làm thuê làm mướn, xong rồi chúng tôi đọc báo chí, tất cả mọi cái cũng được qua tập huấn của có nhà nông dân huyện, nông dân tỉnh, thì chúng tôi cảm thấy là cây phát triển cây ba kích này là rất là tốt, thì chúng tôi cũng dám mạnh dạn đầu tư vào cây ba kích và cũng đang mong muốn để phát triển nhân rộng thêm nữa. Những năm gần đây, Vĩnh Phúc đang triển khai một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân các xã dân tộc miền núi phát triển kinh tế. Đáng chú ý nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gồm hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc theo chuỗi giá trị, hỗ trợ mô hình trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tại các xã dân tộc miền núi của tỉnh, hiện đang xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, hiệu quả, như mô hình trồng rau Việt Gáp của anh Lâm Văn Trung, người dân tộc Sán Dìu, ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Mô hình trồng nho hạ đen của vợ chồng chị Lưu Thị Thủy, người dân tộc Sán Dìu, ở thôn Mỹ Khê, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Gia đình chúng tôi bắt đầu trồng nho từ năm 2019, và tôi xem phóng sự ở trên truyền hình VTC của đài truyền hình, thì tôi thấy trên trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang họ có đưa về cái giống nho hạ đen, họ nguồn gốc từ Trung Quốc, họ đưa về để họ trồng đã thành công, và tôi cảm thấy mô hình này nó có hiệu quả, cho nên là gia đình tôi bắt đầu tính toán là bắt đầu trồng. Cùng với đó, các sở, ngành và các huyện, thành phố tích cực hỗ trợ các xã dân tộc miền núi thực hiện quy trình xét công nhận sản phẩm OCOP. Năm 2023, có 8 sản phẩm của các xã dân tộc miền núi đạt chất lượng OCOP từ 3 sao trở lên, nâng tổng số sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh lên 22 sản phẩm. Bà Âu Thị Kim Phượng, người dân tộc Nùng ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, một trong những hộ được chính quyền địa phương tạo điều kiện về đất sản xuất, hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bà đã mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để sản xuất rượu ba kích. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động đến nay, công ty cổ phần chế biến rượu nông sản Minh Phúc An do bà Phượng làm giám đốc đã đứng vững trên thị trường. Hiện các sản phẩm rượu Đông Trùng Hạ Thảo với ba kích Tam Đảo, rượu ba kích Tam Đảo, rượu ba kích Sâm Cau Tam Đảo của công ty cổ phần chế biến nông sản Minh Phúc An được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 4 sao và trở thành sản phẩm quà tặng độc đáo của tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với chiến lược phát triển các sản phẩm của công ty cổ phần chế biến nông sản Minh Phúc An thì chúng tôi tập trung là sản xuất các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và hiện nay là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang đưa ra thị trường là các cái loại rượu bổ dưỡng. Các cái loại rượu bổ dưỡng này là sản xuất từ các cái cây thảo dược của vùng núi Tam Đảo. Và chúng tôi là mục tiêu chúng tôi là sản xuất ra các cái sản phẩm vùng miền để hướng vào cái khách hàng là khách du lịch, và các cái sản phẩm vùng miền và các sản phẩm đặc trưng của núi Tam Đảo thì sẽ tạo ra một cái cơ hội để cạnh tranh về sản phẩm. Thì cái quá trình mà sản xuất và đến phân phối tiêu thụ thì nó sẽ dễ dàng hơn. Có thể khẳng định rằng nhờ có chương trình tạo kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ chương trình mục tiêu quốc gia là nền tảng để Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi chiến lược công tác dân tộc. Đến hết năm 2023, Vĩnh Phúc đã cơ bản đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thu nhập bình quân đầu người các xã dân tộc miền núi tăng hơn 1,2 lần so với năm 2020. Cụ thể,
Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt khoảng 56,7 triệu đồng, tăng hơn 10 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08%, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hy vọng rằng trong thời gian tới, tỉnh sẽ có nhiều chương trình và nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi hơn nữa, để đồng bào dân tộc miền núi sẽ có thêm cơ hội phát triển kinh tế, nhằm đưa diện mạo nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc miền núi ngày một khởi sắc.